Phần mềm NeoPro System được công ty Switech xây dựng với hệ thống một cách logic, dễ nhìn dành cho người sử dụng, với mong muốn người dùng có những trải nghiệm tốt nhất với sản phẩm và có thể quản lý tiệm Neo một cách hiệu quả nhất. Sau đây sẽ là video hướng dẫn thanh toán cho khách hàng của phần mềm NeoPro System. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với trường hợp có một thợ làm và một khách hàng. Tại đây tôi chọn vào trang, chọn một dịch vụ tương ứng. Dịch vụ vừa được chọn sẽ hiện lên trên màn hình Order phía bên phải màn hình. Ở phía dưới màn hình là các phím Add Item dùng để thêm giá cho dịch vụ đã chọn. Ví dụ, hiện tại giá dịch vụ đang là 37 đồng. Tôi muốn add thêm 5 đồng. Tôi sẽ chọn vào Item 3. Giá của Service đang lên thành 42 đồng. Phía trên màn hình là các phím chức năng, nút Clear All. Sau khi ấn, sẽ xóa toàn bộ các dịch vụ vừa chọn và sẽ được thao tác lại từ đầu. Ví dụ, sau khi tôi ấn vào nút Clear All, toàn bộ màn hình Order ở đây đã biến mất. Để thêm lại màn hình Order cũng như thợ làm, chúng ta sẽ ấn vào nút Add Employee. Chọn vào thợ muốn làm và chọn lại dịch vụ. Tiếp theo là nút Delete, dùng để xóa từng dịch vụ muốn loại bỏ. Ví dụ, tôi muốn bỏ dịch vụ Pink and White. Tôi chọn vào dịch vụ Pink and White, ấn vào nút Delete. Dịch vụ đó sẽ được loại bỏ khỏi order cho khách hàng. Nút Add Service, dùng để thêm các item không có trong menu. Ví dụ, sau khi ấn vào, tôi chọn một dịch vụ tên là ABC. Khách hàng có thể đặt tên cho dịch vụ mình mong muốn tại đây. Trên đây là giá tiền, ví dụ dịch vụ có giá 25 đồng. Sau khi hoàn thành, tôi ấn vào nút OK. Và dịch vụ đó sẽ được hiện lên trên màn hình order của khách hàng. Nút Tip, người dùng có thể thêm tiền tip nếu khách cho ngay tại thời điểm đó. Ví dụ, khách cho 5 đồng, tôi sẽ nhập 5 đồng tại đây, ấn OK. Dòng Tip Guide sẽ được hiện lên trên phần order của khách tại đây. Và phần Summary, tiền tip 5 đồng cũng sẽ được hiện tại đây. Nút Discount, giảm giá thành cho khách. Sau khi ấn vào màn hình, Discount sẽ hiện ra. Sẽ có 3 option cho người dùng lựa chọn. Owner Only, nếu như chỉ có chủ tiệm chịu giảm giá. Owner and Employee, nếu cả chủ và thợ cùng chịu giảm giá. Và Employee Only, nếu như chỉ có thợ chịu giảm giá. Sau khi chọn người chịu giảm giá, chúng ta sẽ đến với phần Quick Percentage, giảm giá theo phần trăm của tổng bill. Phần mềm NeoPro System thiết kế các nút chọn nhanh như 5, 10, 15, 20 và 25%, nên người dùng có thể chọn nhanh nếu mong muốn. Ngoài ra, có thể chọn vào đây để đánh số phần trăm giảm tương ứng với mong muốn của mình, ví dụ 12%, và ấn OK để hoàn thành. Service Discount 12% sẽ được hiện lên trên order của khách, cũng như giá thành Discount Total sẽ được hiện phần Summary tại đây. Ngoài ra, chúng ta có thể chọn giảm theo số tiền mong muốn trong phần Quick Cash. Có các phím chức năng như 2, 3, 4, 5 và 10 đồng dùng để chọn nhanh. Hoặc người sử dụng có thể ấn vào các phím trên đây để chọn số tiền muốn giảm. Ví dụ, tôi chọn giảm 10 đồng. Chọn OK. Service Discount bây giờ đã được đổi thành giảm 10 đồng và Discount Total ở đây hiện lên cũng là 10 đồng. Tiếp đến là các phím chức năng phía dưới màn hình, bao gồm có Print and Save, dùng để in order và lưu lại ticket để thanh toán sau. Chủ tiệm có thể mở và chọn ticket của khách để thanh toán tại nút Payment ngoài màn hình chính. Nút Save có chức năng tương tự như nút Print and Save nhưng không in ra order mà chỉ lưu lại các ticket trên máy để chủ tiệm thanh toán cho khách về sau. Nút Payment dùng để chọn một phương thức thanh toán cho khách ngay sau khi lấy order. Nút Cancel nếu muốn hủy order và trở lại màn hình chính để thao tác lại từ đầu. Nút Manage dùng để chọn danh sách khách hàng hoặc thêm các khách hàng mới. Chúng ta sẽ thử phương thức thanh toán bằng cách ấn vào nút Payment. Tại màn hình Payment sẽ hiện ra các phương thức thanh toán dành cho khách hàng như trả bằng tiền mặt, thẻ tín dụng, phiếu tặng hoặc chi phiếu. Nếu khách kết hợp trả nhiều phương thức thanh toán khác nhau, chúng ta sẽ ưu tiên dùng phiếu tặng trước, rồi đến tiền mặt. Tiếp đó chính là thẻ tín dụng. Ví dụ, tôi sẽ chọn phương thức bằng nhập tiền mặt. Nhập số tiền khách đưa, ví dụ khách đưa chẵn 89 đồng,
chúng ta để sẵn số tiền tại đây và ấn OK. Sau khi hoàn thành, ấn vào nút đăng. Sau khi ấn vào nút đăng, màn hình sẽ trở về màn hình chính để chúng ta thao tác tiếp cho khách hàng tiếp theo. Trong trường hợp có nhiều thợ cùng làm cho một khách, các bước làm tương tự. Ví dụ, tôi chọn vào Giang, chọn vào dịch vụ muốn làm là Full Size French là 32 đồng. Để add thêm thợ, chúng ta sẽ ấn vào nút Add Employee, chọn vào thợ mong muốn, ở đây tôi chọn vào Worker và chọn một service tiếp theo, ví dụ như Acrylic 27 đồng. Chúng ta thấy giá thành, giá tiền được hiện lên tại đây. Các phím chức năng phía hàng trên như Clone, Delete, Add Service và các phím phía dưới đều có chức năng tương tự như khi thanh toán với một thợ. Để thanh toán, ấn vào nút Payment. Sau khi ấn vào nút Payment, màn hình thanh toán hiện ra. Chúng ta thao tác tương tự như khi làm với cho một người thợ, làm khách. Sau khi hoàn thành, ấn vào phím Done. Sau khi ấn Done, màn hình quay trở lại màn hình chính của phần mềm NeoPro System. Trên đây là video hướng dẫn cách lấy order cũng như thanh toán cho khách. Quý khách muốn biết chi tiết, xin vui lòng liên hệ với số máy 888-889-6609. Tritech trân trọng được phục vụ và hợp tác với quý khách.